Phong ơi, Phong có biết tiếng Anh không? À Bảo chứ nhỉ, sorry, Bảo biết tiếng Anh không? Tất nhiên mà. Số 1 là gì? Số 1 đó. Số 1 gọi là 1. Ôi, chuẩn. Số 2? Số 2 là 2. Số 3? Số 3 là 3. Ui, ôi Bảo giỏi nhỉ, thế Bảo biết đến số mấy? Số 4 là 4. Giỏi hơn anh Đăng rồi. Số 5 là 5. Ôi. Số 5 là 5. Ôi, Phong biết à? Thế con chó là gì? Con có chỉ gái Phong. 6 là xích. 6 là xích. 8. 6 là xích 8. 8 là x. X à? Đúng rồi, người ta gọi là x mà. X à? Đúng rồi, bởi vì con số 8 là con số x mà. Nó không giống con số x thì nó giống số gì? Đúng rồi. 7. Ôi. Ôi thầy biết hết này. Thế số 2? Số 2 là số chu. Số 2 là chu. Số 3? Số 3 là huy. Ôi số 4? Số 4 là phu. Số 5? Số 5 là phai. Để cho em tự nói nào, số 6? Số 6 là phi. Số 8? Số 8 là phai. Ôi thầy giỏi đấy. Số 9 là em mình đang nhé. Số 9 là gì? Số 9 là 2. Là số mấy? Số 9 là 9. 2 là 9. Ôi, thầy giỏi hơn của thằng Anh. Số 10. Số 10 là chen. Ôi, chuẩn. Gọi là chen là bởi vì từ số 9 đến số chen, bởi vì tiếng Anh gọi như thế. Là chen. Tiếng Anh nó chẳng gọi như nước ngoài. Thế số 11. Số 11 là trời ơi, con chưa học cái chữ tiếng Anh đấy đâu. Ờ, nhưng mà cái tiếng Anh nó khác tiếng nước ngoài như nào? Tiếng nước ngoài gọi là uni. Uni á? Là tiếng nước nào đây hả? À, tiếng nước chém gió à? Nước tiếng Anh à? Nước tiếng Anh, thế con hổ là gì? Con hổ có tên là... con gì? Con hổ là gì? Con hổ nó có chưa đâu. Thế đấy đấy không? Con hổ là gì? Con hổ là gì? Có tên nào nữa đâu, không có tên nữa đâu. Thế con sư tử? Con sư tử là... con sư tử là nó hổ mà. Con sư tử là nó hổ à? Đúng rồi, sư tử nó giống hổ mà. Nó giống hổ nhưng nó có tiếng Anh gọi là gì? Tiếng Anh nó chả gọi là gì. Thế lúc nãy bảo là chưa có à? Tiếng Anh không hề có à? Tiếng Anh không hề có con đấy đâu, còn lâu. Thế á? Thế tiếng Anh có con gì? Có con ếch không? Không. Không. Thế con chó là gì? Con chó là... đo. Chuẩn, con mèo. Con mèo là chạc. Ôi, con màu vàng là gì? Con màu vàng là yellow. Ôi mẹ, thằng này cái gì biết, giỏi lắm ấy. Giỏi hơn nào này. Tạ. Cái màu đỏ là gì? Màu đỏ là mưa đỏ. Mưa đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ là red. Ồ, giỏi hơn là anh Đăng đấy. Bây giờ mưa đỏ. Màu xanh. Màu xanh là xanh. Đấy, xanh ra trời. Xanh ra trời. Xanh ra trời. Xanh ra trời gọi là green. Green là xanh lá cây. Green. Green là cây. Vâng. Là cái gốc cây này có mấy cái lá nó giống như green vậy. À. Thì cây gốc cây là cái gì? Cây. Gốc cây là màu nâu. Gốc cây là màu nâu. Màu xanh lá cây màu nâu. Mẹ có nhìn cây không? Thế ai dạy con đấy? Mẹ có nhìn cây. Có, mẹ nhìn thấy rồi. Chỉ có mỗi cô tiếng Anh dạy con thôi. Thế ai dạy Phong? Còn banana thì màu vàng á. Ờ đúng rồi, banana màu vàng. Banana là quả gì đấy? Banana là quả chuối mà. Là màu vàng. Thế quả táo là gì? Quả táo là apple. Ôi trời ơi. Siêu. Thế xin chào là gì? Xin chào là hello ấy. Hello là hello. Tạm biệt. Hello là tạm biệt. Giỏi. Thế người yêu là gì? Người yêu là tiếng gì đâu? Là trái tim. À là trái tim. Đây. Hỏi tiếng Anh người yêu là gì? Là trái tim. Trái tim là màu. I love you sao? I love you mà. I love you. Yêu là trái tim màu đỏ. Là trái tim màu đỏ. Bây giờ không lắm. Người yêu là trái tim. I love you màu đỏ. Đấy. Yêu. Phong yêu ai nhất? Phong yêu ai?
em không yêu nhất là bố. Thế á? Thế không yêu mẹ hả? Bố tiếng Anh là gì? Bố tiếng Anh là Hoàng. Hả? Bố tiếng Anh là Hoàng à? Bố tiếng Anh là Hoàng à? Thế mẹ tiếng Anh là gì? Bố mẹ là... Mẹ tiếng Anh có tên là... Daddy. Là gì? Mommy. Ồ! Daddy, Mommy đấy, giỏi như thế. Cái gì ôi, siêu. Thế không biết là gì tiếng Anh ý? Tiếng quay của mẹ có gì đấy? Có con thỏ. Con thỏ tiếng Anh là gì? Con thỏ là dâu tây. À, con thỏ là dâu tây. Ừ. Con thỏ... Nhưng con thỏ ăn cà rốt mà, có phải ăn dâu tây đâu. Sai rồi. Con thỏ thì ăn dâu tây cơ bảo. Nó ăn dâu tây. Không ăn đâu mà. Trời ơi, thỏ ở sân thỏ ấy. Thỏ biết ăn cà rốt màu cam. Màu cam tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là cà rốt màu cam. À. Nó đang ăn. Là tại sao con thỏ lại màu hồng thế này nhỉ? Thế con thỏ màu gì? Con thỏ màu hồng. Thế tại sao? Thế con thỏ là màu trắng. À, phải màu trắng đúng không? Con thỏ này bị nhuộm rồi. Con thỏ là gấu bông gì? À, chắc là gấu bông á. À, mẹ nhìn cách kéo kéo xuống không? Có đâu? Tất nhiên là có rồi. Ăn nhá.